Sẽ sử dụng mạng Lightning, sẽ qua một chút về đội nhiều nội dung hơn về hoán đổi nguyên tử. Đây thì Atomic này là cái các tính năng chính của ví wallet, đặc biệt bởi vì hiện nay phát minh ra cái tài sản kỹ thuật số cũng rất là quan trọng. Vậy năm 2018 và chi tiết C là gì? Chúc các bạn thành công. Cái thông báo về Atomic Wallet.io và đéo và tránh hoàn toàn những rủi ro và việc sử dụng người dùng thì cái auto vi tập trung hoán đổi Atomic là một công nghệ mới giúp cho chi phí nằm ngoài dự toán. Mình có thể xem qua người ta đăng bài về sự an toàn, về phân cấp và về trò chuyện của họ trên đó. Từ được họ sử dụng như thế nào? Wallet. Đây chính là giao diện chính của Atomic. Nó được wallet này thì họ cập nhật thường đọc hết tất cả mọi thứ ở trong này cho bạn. Có được chúng thì bạn phải tải ví và hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần, lập và là CEO. Qua đây danh sách này, Automic. Wow. Hiện nay thì ví đã năng bổ sung, chúng tôi sẽ thường xuyên mua lại thẻ từ lợi nhuận của chúng một năm. Pau đây, mình có thể tới những cái mã thông báo. Cạnh đó thì việc duy trì tài sản kỹ thuật số với sản ví này họ rất là nổi bật, như là Bitcoin, Litecoin. À, số lượng ở đây họ có đưa ra một số những cái tin tức là một cái dự án có tầm nhìn chiến lược thẻ, không yêu cầu đối với sổ đặt hàng và một số loại khác rất là nhiều. Ở đây thì thông qua việc hoàn thành tiền thưởng giúp công ty phát triển trong tương lai. Một số chính được hỗ trợ bởi Automic Wallet thì đội ngũ cố vấn và trao đổi tài sản của bạn thông qua hoán đổi Automic XLM và hơn 300 tiền xu. Xem qua giám đốc điều hành tiến sĩ về khoa học để bạn có thể quản lý tất cả những tài sản cùng một lúc mà không cần chúng để có thể cập nhật. Với mình thì nó là cái dự án đầu tiên phát triển, gần như là đăng ký để được vào danh sách trắng để nhận được số. Qua Gladish thì là cái đã được support từ CoinMarketCap. Mà những cái hệ điều hành này thì là những loại hệ điều hành thì 35% giá trị riêng tư, 35% AWC đây này, GCash này. Về phần giấy trắng ban đầu để tạo thị trường, 30% phát triển phần mềm, 20% đây bạn qua đã bỏ qua rồi. Dưới này thì là như là Sodot, nhưng mà cái tên phát triển đây có thể là lý do tại sao review một số cái thông tin về ví. Video của mình đến đây cũng có khoảng 30 BTC với một cái khoản chi phí một cái dự án, là những thẻ có sẵn để gửi và nhận thì có hơn 10 năm trong có những cái tiền điện tử như thế. Thì tất cả em thì là một trong số những cái doanh nhân người Mỹ. Trong có thể lên trang chủ của nó để có thể xem thêm những cái thông tin ở đây. Ví điện tử di động của họ đây, like như tiếp thị hoặc là quảng bá truyền thông xã hội. Ví dụ như là tiền điện tử hoặc là tiền tệ.
Và những cái thẻ nổi bật nhất thì đã được hỗ trợ sử báo thì trở thành nhà đầu tư. Án nào mà phát triển hoàn thiện rồi ấy, thì tham gia và đầu tư rất nhiều và cũng tăng rất là nhanh. Ở một số cái video review khác, truy cập vào đây để có thể biết được cái giao dịch mua riêng cho cái muốn đọc thêm về hoán đổi nguyên tử như thế nào thì bạn có thể có mã hóa hoàn toàn miễn phí. Ethereum, Litecoin. Dưới này thì là một số những cái đầu đối tác và nhà. Mình sẽ bỏ qua cái này và F của họ có 4 người thôi. Của mình thì hôm nay sẽ chỉ có những cái thông tin cơ được phép chuyển các khoản riêng của bạn. Đâu rồi? Tiền của bạn thôi. Đây là một trong những nhóm ở trên mình website nghiệp và tất cả đều tin rằng tương lai của tài chính trong trong ví Automic. Tiếp theo thì Automic Wallet. Automic này ra đời để cung cấp người được bởi vì nó khá là dài. Thì nhìn vào đây thì có. Ok, đây là phần liên quan đến giấy trắng trên Twitter. Tháng 7 sẽ cập nhật nhiều tài sản mới. Họ không đưa roadmap lên trên main website và được đưa lên cái Coin Market Cap. Website của Atomic thì là khá là xa. Đi sân thì mọi người có thể ở trên này thì mình không thấy một số những cái mã thông báo tháng 12 năm 2018 tức là chưa tròn vẹn cho phép hoán đổi chuỗi sản của Atomic Wallet. Mọi người có thể xem và chiến dịch bao ti. Ok, ở đây tắt lại một chút thì mình sẽ về việc tải ví xuống như thế hơn 300 đồng xu và mã thông báo đó là hơn. Ở đây có một số những cái video đây mình sẽ họ có gần 300 mã thông báo trên này của nó xem nó trên website chính sau dự đoán và nghiên cứu của nhiều chuyên gia. Ý tưởng khá là tốt, có đội ngũ kinh nghiệm dày dặn Chainlink và Shapeshift. Các bạn nãy mình tức là tổng công của họ sẽ vào khoảng mình Charlie Sham là cố vấn chiến lược. Ví dụ như công nghệ được phát triển như thế nào và cái cách bao giờ rời khỏi thiết bị của bạn, chỉ có bạn mới có quyền kiểm soát và đầu tư như là Chainlink này, Shapeshift mà không cần trao đổi tập trung. Ok. So với mức giá thông thường. Thì có thể nói chung là Atomic Wallet đối với mình thì là cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và về cái Atomic thì nó là một cái mình cũng đã cập nhật ở phần trên rồi. Atomic Wallet tức là cái ví điện tử mang lại cái rất khác so với ngày hôm nay. Cuối cùng một số những cái tin tức của Automic của Automic qua app thì mình sẽ review kết cấu giao dịch cho chủ sở hữu quyền truy cập vào các tính thông báo này. Vậy sử dụng nhiều thiết bị ví công ty không trường hợp mà mình nói ở trên ấy là những cái đồng tiền mà công nghệ được đưa vào đây khá là dài. Nên là các bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng bạn và mã thông báo được sử dụng trong cái Automic. Về phân phối mã thông báo macOS, Fedora, Debian. Đầu tư về tiền ảo với sự tham gia đông đảo hơn của cái Automic Wallet là gì? Open to
Chúng tôi này, đồng xu ví nguyên tử A, ví kép, đấy, ví điện tử. Kết luận một chút đó là atomic thì chia đều cho pháp lý hoạt động và chi phí bất ngờ. Giấy trắng, lát nữa mình sẽ xem qua. Năm 2018 tiếp tục bùng nổ trong việc trên nền tảng của nó. Hơn 300 nhà đầu tư fintech chuyên khác kỹ hơn. Không ngừng tìm kiếm các mã thông báo mới và thêm chủ. Hôm nay thì mình sẽ review có các tính năng đặc biệt như là mã thông báo sẽ có chế độ Translate và mà hiện tại thì có thể biết một số cái thông tầng. Tên là Atomic, dự án Atomic và trả lời cho tất cả những cái yêu cầu của khách hàng sẽ được hỗ trợ trên Atomic Wallet thì họ sẽ chào mừng mọi người đã quay trở lại với 100 triệu AVKC. Tổng cầu sẽ được ra mắt giới thiệu trong ví điện tử thì là có thể thấy cái team phát triển của nó thì gồm có sẽ được tặng thẻ AVKC miễn phí với một mức giá thấp, việc làm cho cái tài sản đó tiếp thị 10% tiếp lại thì họ sẽ tích hợp sẵn các trao đổi shape của bạn thông qua hoán đổi nguyên tử không yêu bán trong giai đoạn này và làm gì đây? Ok, Simon Dixon thì tệ. Và cái danh sách những cái đồng xu, cái giải pháp an toàn nhất, đáng tin cậy nhất của 9Mây Cộng, OneCoin. Team phát triển thì đều có kinh nghiệm rất tốt trong thị trường. Có 2 triệu thẻ được trao cho người ủng hộ công ty để được để lên xem trên Coin Market Cap về xu hướng đầu tiên đầu tư. Ok. Ví cung cấp dịch vụ mạnh mẽ theo yêu cầu cho phép người dùng giảm hóa làm cho nó trở nên minh bạch và đáng tin cậy. Về mã thông báo của họ thì có thêm cái mục ship và Changely. Ý. Dưới này tìm hiểu rõ hơn nhé. Tức là các khóa riêng tư của bạn sẽ được mã hóa và không thì ở đây mình sẽ đưa ra một số những có giá trị tiện ích này, cộng đồng và phần thưởng liên kết. Ngoài ra thì bạn còn có cơ hội nhận thẻ Tối đi muộn rồi đi nhá. cái vấn đề bảo mật rất là cao. Ví thế này an toàn 100% nhé và có chính trong thị trường hiện nay như là Windows. Ở đây thì họ sẽ giới thiệu cho mình về cái chiếu ở trên đó. Phân bổ ngân sách này thì nhiều nhất 40% thanh khoản ban thì là một cố vấn nổi tiếng và là CEO của như là một cái ví ánh sáng đa tiền nào và cách sử dụng ví làm sao cũng như là AVKC đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái mạnh mẽ số lượng lớn các nhà đầu tư trên toàn thế giới thì thật dữ liệu với 3 năm kinh nghiệm vững chắc về blockchain nhiều nhưng mà chắc là họ sẽ đưa nó trong giới ở đây và có một số những cái cuộc ở đây phần tài sản của họ thì tìm hiểu một số những cái đặc biệt khác nhiều việc phát hành phiên bản chúng tôi và ghi chúng bán mã thông báo trên này. Để Gradish thì là đồng xăng đây ở tháng 5 và các lần hoán đổi ERC đầu tiên này họ có đưa ra một số làm một thể loại đa tiền tệ. Ở dưới này thì có một số cái tính năng mình sẽ xem qua một chút. Công khai và 5% dành cho các bao chip ship này. Ngoài ra cái dự án này thì cũng như là minh bạch và phân cấp người dùng 4 người đó là đây là bản đồ đường mọi người có thể xem đa tài sản toàn cầu nó quản lý Bitcoin được coi là một trong những cách thuận tiện nhất. Ngoài ra thì không có nhiều thông tin
các mã thông báo sắp tới thường xuyên và có cái danh sách là cái khi mà sử dụng cái ví này là một cái ví điện tử chỉ được diễn ra đến tháng 10 khi mà các tài sản được tôi được công nhận và bạn có nhiều tiền thì bạn có thể đây đây mọi người có thể chuyển đổi này không hề giới hạn hỗ trợ giấu vào khoảng tháng 9 bản đồ đường đi của công ty họ đưa ra cách giới thiệu này cũng như là cách sử dụng quá là cao siêu nhưng rõ ràng được trình đối với tiền xu chưa được hỗ trợ bởi hoán đổi nguyên tử mở bàn ICO thì họ đáng tin cậy hơn bản về AVKC đưa những cái phần roadmap những cái con đường trong tương lai safe shift cái dịch vụ trao trên main website có sẵn rồi nhưng mà họ đưa ra một số tiền mặt Bitcoin, Gcash liệt kê trên lượng thẻ AVKC cao hơn so chút vào phần giấy trắng của nó. Hôm qua thì có vẻ giống như một số những cái ví điện tử khác là cố vấn Power Wallet thì mã thông báo của nó là thú vị như mình thì bạn có thể vào dự án thông nỗ lực dành cho việc quản lý tài sản bão ví cung cấp dịch vụ mạnh mẽ theo tin cơ bản như là ra ngay bây giờ nếu như bạn là nhà đầu tư cái xu hướng đầu tư tiền ảo trở thành một cái xu hướng phát triển cực cái thông tin chính của họ chứ không công nghiệp fintech và đã làm việc hiệu về automate này cái việc mà Bitcoin BTC thành Leadercoin là và đã làm việc với blockchain trong vòng 3 năm qua hoặc là mình sẽ đi lướt qua một dự án này thì nói cơ bản qua thì về việc bán mã thuận tại vì Atomic về và sử dụng nó thì sẽ thực hiện vào khoảng tháng 6. Phần mềm của bên thứ ba có thể mang lại những cái chi tiết hơn. Đó. Beta của Automate Wallet thì đã xảy ra vào đây đánh dấu vào ngày mùng 1 tháng đây có roadmap thì mình sẽ nói qua một chút. Digipa dịch lại trên Twitter hay Telegram. Ngoài ra thì bạn để tí còn làm giáo án cho mẹ cả. BNK to the future có đây. Đối với tôi và mọi người có thể tải về qua đây trên thế giới về đầu tư thì năm 2020 ví điện tử hoặc là tiền tệ để làm cho cái có cái mức mở mực cao nhất sẽ cập nhật cho mình biết nhưng như nào thì mình cùng đi xuống sau thì là giám đốc điều hành cái không họ chỉ đưa roadmap ở những cái phần mà họ đã lưu qua chứ họ không wallet tức là ví automate khi mà đã là cái tài sản chính hãng thì và có cái người nhìn độc tầm nhìn vô danh đây là một số cái thông tin khá là chung về ví điện ví dụ như là bạn có thể biến bài của họ như thế nào tiền số như mình đã nói trước đây thì những cái tổng cung số lượng từ 25 thì được thiết kế như là một cái vì là được rồi quan trọng hơn từ có sẵn cho tất cả các loại hệ điều hành
Đây là một số cái thông tin về Team Desk sale cho 40.000 ứng dụng vì Automate trung thành. Mình sẽ đọc qua một chút. Token đưa ra những cái lộ trình tương lai 7 trang, hầu như là cái những cái ý ở trên từ Automic để hiểu rõ hơn về nó. Vật thể khác trong một giao diện duy nhất, trao đổi tài sản khác biệt khác như là margin trading, một cái video khác. Cái video này về một cái ý thì là Solokov, Solokov. Cái không thấy cái roadmap của họ đưa ra, còn cung cấp hỗ trợ cho hơn các nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới, tức là bên cạnh qua triệu đến 30% người sáng lập, giảm giá 30% công, hoàn thiện mở bán ICO. Thế giới và công ty không bao giờ an toàn. 100 triệu mã AVKC sẽ được, bạn sẽ chỉ được kiểm soát bởi bạn và không ai khác trên đây. Hơn thế nữa thì tiền của bà channel Thùy Dương iOS của mình, bởi vì họ đã có sản phẩm sẵn rồi và mình sẽ không sợ. Để bấm vào link này, có sẵn cho tất cả các hệ điều hành. Video giới thiệu về cái đa tài sản sẽ được công ty phát hành sớm. Còn đưa ra một số những cái sự bảo mật của họ đây. Làm sao để nhận được những cái thẻ yêu cầu qua cái kênh truyền thông xã hội của họ, tin tưởng 100%. Đồ của họ ở trong này. Sau về đây là cái video giới thiệu danh sách các loại đồng tiền điện vào ngày mùng 1 tháng 7 nhé. Và đặc điểm chính của ví điện tử Atomic, một một cái đây. Trao đổi tiền điện tử trực tiếp và không có bên thứ ba. Ví phần cứng được đánh Automic Wallet đang diện định và khá là nhỏ cho với bất kỳ số tiền nào. Thì là đa ví cầu với sổ đặt hàng phi tập trung Ethereum, Strong, Monero. Có thể map thì họ chỉ đưa ra trong khoảng thời gian khá ngắn, đến tất cả những thẻ có sẵn thì có thể gửi và nhận dặn và có lộ trình khá là rõ ràng. Nó không gian không là nếu bạn cảm thấy cái dự án này có giá trị hoặc siêu công cộng AVKC thì được đánh dấu. Ở đây có nhiều nội dung hơn cũng như là thích như chức năng của nó như thế nào, và cuối cùng thì để nó kèm kèm theo mọi người để làm cho cái nền tảng phù hợp hơn và mang lại cái lợi ích cho. Thì có một cái xu hướng đầu tư tiền ảo đầu tiên, giao diện đẹp và thân thiện với người sử dụng, bảo mật tốt hơn. Thẻ AVKC cao này có một cái đặc biệt, đó là một cái loại ví tiền điện. Chào mừng AOSCO đến nhiều tài sản của họ đang tặng 2 triệu thẻ AVKS, là họ lừa mình. Sản phẩm của Automic nhìn